Xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay là em tiếp tục lại làm đơn hàng để gửi đi cho khách các bác ạ. Và cũng một số bác thì điện vào hỏi em là cái nguyên lý hoạt động của cái cây này. Thì có nhiều bác bảo em quay video và giới thiệu là cái cách để điều chỉnh khóa lọc nước và điều chỉnh khóa cho sụp xuôi sụp ngược. Thì hôm nay em sẽ quay lại cho các bác xem nhé. Thì như cái hình cái cây lọc đôi đây các bác, thì em đang để khóa theo cái chiều hướng là mình lọc nước các bác. Thì cái đầu vào nó ở đằng kia các bác nhé. Đây, cái đầu vào là ở đằng kia. Khi mà nguồn nước vào á, thì cái khóa sang ngang này các bác sẽ vặn lại cho em nhé. Và nước sẽ chạy lên bên trên này các bác. Và cái khóa trên cùng ta cũng vặn lại nhé. Và nguồn nước sẽ đi xuống dưới các bác. Đấy, đi xuống dưới đáy kia. Và khóa bên dưới thì ta cũng khóa lại. Nước sẽ chạy lên cái khóa này và nó chạy sang đây các bác. Đấy, nó chạy lên đây này, và tiếp tục là chạy lên trên đầu của cây lọc thứ hai đây nhá. Thì cái khóa trên cái khóa xả đáy hay hai cái khóa trên là khóa xả đáy thì ta cũng vặn lại nhá. Và nguồn nước tiếp tục chạy xuống các bác này, nó chạy xuống đây và chạy ra đằng đây. Thì ở dưới là hai khóa xả đáy ta cũng khóa lại và nó sẽ chạy ngược lên cái khóa kia. Và cái khóa tay em đang chỉ đó là cái khóa đầu ra các bác nhá. Đấy, và khóa đây thì ta là khóa lại nha, để chặn cái nguồn nước lại nha. Thì đấy các bác thấy là nước nó sẽ vào đây, nó đi lên và sau đi vòng xuống và lên đây chạy ngang sang đây các bác. Đây, ngang đây chạy lên đây và vòng xuống và chạy ra đầu ra kia. Đấy, thì cái nguyên lý là khi mà các bác dùng để mà lọc nước thì nó sẽ lọc, cây lọc đôi này nó lọc như vậy. Và đến khi sục giữ á, thì ta sẽ sục giữ từng cây một. Và để điều chỉnh khóa sục giữ từng cây một, thì bây giờ em sẽ nói cho các bác cái cách sục cây thứ nhất, cây thứ hai. Đây, khi sục giữ thì ta sẽ sục từng cây riêng một để cho nó nhanh sạch hơn, sức nước nó ép được từng cây một và nó sẽ mau sạch hơn nhé. Và đây là cái chế độ sục cây đầu tiên các bác ạ. Khi mà mình sục cây đầu tiên thì cái nguồn nước sang kia các bác sẽ khóa lại cho em nha. Và các bác khóa cái khóa này lại thì ở đây nó sẽ quằn có mỗi cây thứ nhất thôi đúng không ạ. Thì cái nguồn nước sẽ vào đây và nó sẽ đi xuống dưới các bác. Ở kia là cái khóa đáy mình sẽ khóa lại nha, và nguồn nước sẽ đi lên trên. Đấy, và cái khóa xả đáy ở bên trên các bác mở ra cho em, thì cái nguồn nước nó đi lên á, nó sẽ đẩy cái cặn bẩn ở bên trên ra. Đấy, và khi mà mình sục cho nó trong rồi á, thì bắt đầu là mình sẽ sục ngược lại. Đấy, thì mình sẽ làm chiều ngược lại là cái khóa bên dưới kia các bác. Mình sẽ khóa lại và mình mở cái khóa bên trên ra. Và khóa trên đáy này mình sẽ khóa lại và mình mở cái khóa dưới đây ra. Thì em sẽ quay cho các bác xem nhé, điều chỉnh cái khóa cho các bác xem nhé. Đây các bác, đây là cái chế độ mà mình xả đáy bên dưới. Thì mình sẽ khóa cái khóa dưới đây lại và nguồn nước sẽ đi lên trên. Đây, cái khóa xả đáy trên mình khóa lại và nó sẽ đi bên dưới và nó sẽ sục đẩy cái cặn bẩn ra các bác. Đấy, tức là đây là cây mình đã xong cái chế độ xả xuôi xả ngược của cây thứ nhất nha. Và bây giờ đến khi mà sục sạch cái cây thứ nhất xong, mình sẽ sục sang cây thứ hai. Đấy, và đây là cái chế độ sục cây thứ hai đấy các bác. Thì cái nguồn nước vào thì mình sẽ khóa hai đầu của cây thứ nhất lại các bác. Đấy, thì nước nó sẽ không vào được cây thứ nhất mà nó sẽ tập trung vào cây thứ hai các bác. Khi nó chạy sang cây thứ hai và nó sẽ chạy ngược xuống. Đây các bác. Và mình sẽ khóa cái khóa lên bồn lại nha. Đấy, khóa nước sạch kia lên bồn. Và cái khóa xả đáy thì mình khóa lại. Thì nguồn nước sẽ bắt đầu đi vào đây và đi xuống và đi theo cái lọc đi lên các bác. Sau đó mình mở cái khóa xả đáy trên ra, thì nó sẽ sục giữ cái cặn bẩn ở trên đáy ra. Đây các bác. Và tiếp tục là mình sục cái dưới kia. Thì mình làm nguyên lý cũng tương tự như vậy. Và tiếp tục đây là cái chế độ sục của bên dưới các bác. Thì nguồn nước tiếp tục đi thẳng vào và mình khóa khóa dưới lại. Nguồn nước sẽ đi ngược lên trên. Và mình sẽ khóa cái khóa xả đáy của trên lại. Và nguồn nước nó sẽ vòng xuống dưới các bác. Này, nó sẽ chạy ra cái khóa xả đáy đây. Bởi vì khóa lên bồn kia mình vẫn khóa lại nha. Đấy, thì khi mà sục dưới ta sẽ tiến thành sục hai chiều. Cứ sục xuôi sục ngược, sục trên sục dưới, sục khi nào mà ta cảm thấy cái nguồn nước ở cái cây lọc nó trong rồi. Tức là khi sục mà các bác phải sục trên xong sục dưới để cho nó cái bận liệu đó, nó bị
đảo nguồn nước là nó đánh tung cái lớp cặn bẩn ra, nó sẽ đẩy ra bên ngoài. Đấy, cái cây lọc này thì em cắt cái hệ thống lọc ở bên trong nó cực kỳ chỉ là thoáng đấy, và cắt ở đầu trên đầu dưới, cho nên là khi mà các bác về lọc nước nó sẽ không bao giờ bị tắc. Đây, nó không giống như thế là cái cây lọc composite mà mình làm có một cái cục lọc ở bên dưới thôi, nó sẽ dễ tắc quá trình mà nước nhiều các bác nhiễm nặng nó hay bị tắc. Nhưng ở đây là em làm cái chế độ sục như thế này á thì ít khi cái trường hợp nó bị tắc lắm. Và khi mà các bác chế cái lọc nước cho gia đình hoặc là làm cái nguyên lý hoạt động y như em á, thì mình cắt hai đầu lọc kia thì khi mà bổ vật liệu á, ở trên này em có ghi rõ đấy, hai cái đầu kia các bác lấy cái sủi lọc như cái hạt ngô các bác bổ vào nhá. Và cái cây lọc thô đầu tiên á, các bác có thể dùng cái cắt sông già để lọc, không phải mua cái vật liệu đâu nhá. Nếu các bác mua vật liệu được thì tốt, nhưng mà cái cây đầu tiên bao giờ nó cũng nhanh bệnh hơn cái cây thứ hai này. Vì cái cây thứ hai á, khi mà cây đầu tiên mình thay vật liệu 2-3 lần thì cái cây thứ hai mình cũng phải thay, đúng không? Vì cây đầu tiên nó đảm nhiệm cái lọc thô đầu nguồn cho các bác thì nó sẽ nhanh bệnh hơn, và cây thứ hai nó sẽ lọc cái giai đoạn hai thì nó sẽ ít bệnh hơn. Đây, thì cây thứ hai thì các bác cẩn thận ra, mình có thể là bủa như than hoạt tính, mangan và quặng quý ra, một số cái chất lọc công nghiệp vào. Thì ở đây là cái cây lọc đôi và đây là cái cây lọc một các bác. Cái cây lọc một này thì ở đây em có bủa cái van bụn khí đây các bác. Đấy, cái van bụn khí này thì là em lắp gá vào để quay cho các bác xem đây nha. Còn cái hình thức lắp cái van bụn khí này là nó khác. Thì cây lọc một ta cũng lọc y như cây một đầu tiên như vậy. Ở đây các bác, quay cho các bác xem sếp lớn của bên GMT sang đóng đơn hàng cho anh em đây các bác. Em lấy cái hàng cho anh ấy. Bụn khí đây các bác, cái van bụn khí thì mình lắp vào đầu nguồn nước máy bơm lên nhá. Cho các hệ thống cây lọc này thì ở đây là cái nguồn nước vào là nơi tay em đang chỉ đây. Và cái nguồn nước ra, đây em có ghi rõ cái nước ra đây các bác, và cái đường sau là cái hút khí. Đây, thì cái đây là cái van bụn khí các bác. Thì khi cái van bụn khí này về thì mình sẽ lắp vào đầu nguồn của máy bơm nhá. Nước máy bơm lên và nó sẽ đi qua cái van bụn khí này để hút cái oxy vào các bác, để bóc tách phân tử và làm cho một số cái chất độc mà nó nằm ở giếng nó không được thoát khí các bác, như các cái mùi tanh, mùi hôi á, nó sẽ bay theo cái nguồn oxy và chạy theo nguồn nước ra ngoài. Và một số cái phân tử khi đã được bóc tách nó qua cây lọc này thì cái cây lọc này nó sẽ lọc và dỡ lại, còn cái nước trong là nó lên bồn các bác nhá. Thì khi mà cái nguồn nước của các bác kể cả như là không bị nhiễm đấy, thì các bác có thể làm một cái cây lọc một này, làm cái cây lọc đầu nguồn, nó sẽ rất chi là sạch các cái nguồn nước các bác. Không nhất thiết là cái nguồn nước mà mình phải nhiễm sắt, nhiễm phèn mình mới phải làm cái lọc này, mà cái nguồn nước của mình á, mình bơm lên nó trong nhưng mà mắt thường mình nhìn không thấy cái độ bẩn của nó, thì khi các bác lọc qua cái cây lọc này một thời gian, các bác sục xả các bác mới thấy cái nguồn nước của mình bị bẩn, hoặc là các bác kiểm tra cái cục lọc thô của cái cây lọc nước ở trong nhà á, thì các bác sẽ biết được là cái cục lọc thô khi mà các bác lọc lâu á, thì nó sẽ bẩn, nó có nhiều dạng bẩn như cái cục lọc nó bị vàng hoặc bị đen đấy. Thì mình nên chế một cái cây lọc thô đầu nguồn như thế này thì nó sẽ sạch cho cái nguồn nước của gia đình nhà mình các bác nhé. Thì ở đây là đại ca bên GMT là sáng nay qua để tạo đơn cho anh em, là sếp trưởng phòng kinh doanh của GMT trên Quan Sơn các bác. Thì đây là cái cây lọc này em sẽ review cho các bác, và bây giờ là em tạm thời sẽ làm cái đơn hàng này để đóng đi gửi cho khách các bác nhé. Mấy cân. Này, con là mổ bốc vác của mấy lòng đấy.